Hello, welcome you to our channel where you can learn to speak English easily, quickly and automatically. And the topic today is drinks. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng nhau nói về những cái đồ uống trong tiếng Anh. Hãy sẵn sàng để thực hành về tên những loại đồ uống và cái cách để chúng ta gọi đồ uống nhé. You ready? Yes. The first, we have Coke. Coke. Đầu tiên, chúng ta có nước uống Coca-Cola. Thì sẽ có một cái từ gọi khác nữa, đó là Coke. 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 Đó. Ví dụ, mình hỏi bạn, would you like to drink a Coke? Bạn có muốn uống một lon Coca không? Would you like to drink a Coke? Would. You. Thì giữa hai từ này nó sẽ luyến âm thành âm J. Tách hai hàm răng, hơi đẩy xuống hàm dưới, rung của họng J. Would you, ok, mình luyến âm rồi nhé. Would you like to t, hai hàm răng chạm nhau, đầu lưỡi mình đánh hơi t, to. Would you like to drink the drink, drink a Coke? Would you like to drink a Coke? Let's say it. Good. Tiếp theo, beer. B-E-R. Beer. À, bạn thích uống bia không? My father really likes drinking beer. Đó. Bố tôi thì rất thích uống bia. My father. Father. My father. Đó, chú ý âm TH, hai hàm răng chạm vào lưỡi nha. The, chứ không phải là my father ha. My father really really. My father really likes drinking beer. Let's say it. Bố tôi rất thích uống bia. My father really likes drinking beer. Let's say it. Hay, I drink two bottles of beer every day. Hay là tôi uống hai chai bia mỗi ngày. I drink two bottles, bottles, two bottles of beer every day. Chú ý từ every day, chứ mình không đọc là every day bạn nhé. Every day, tôi uống hai chai bia mỗi ngày. I drink two bottles of beer every day. Let's say it. Rồi hỏi, bạn có thích uống bia không? Do you like drinking beer? Do you like drinking beer? Let's say it. Rồi chúng ta có wine, là rượu nha. Wine. 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 Don't drink wine. Đừng uống rượu. Don't drink wine. Đừng uống rượu. Let's say it. It's not good for your health. Nó không tốt cho sức khỏe của bạn đâu. It's not. Not. It's not good. 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 For your health. 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 Sức khỏe. It's not good for your health. Nó không tốt cho sức khỏe của bạn đâu. It's not good for your health. Let's say it. Milk. M-I-O-K.
milk, sữa. My son has to drink milk every day. Con trai của tôi phải uống sữa mỗi ngày. My son has to drink milk every day. Let's say it. Orange juice, nước ép cam. Orange, orange. Bạn nhớ bật âm cuối nha. Tách hai hàm răng, rung cổ họng. Orange juice. Juice. Orange juice. Nước ép cam. Và chúng ta nhờ ai đó lấy cho mình một cốc nước cam ép. Get me a glass of orange juice. Đó, lấy cho tôi một cốc nước cam ép nhé. Get me a glass. Glass of orange juice. Get me a glass of orange juice. Let's say it. Green tea. Đó, trà xanh. Green tea. Trà xanh. The elders like drinking green teas. Đó, người lớn tuổi, đó, người cao tuổi thì thích uống trà xanh. Bởi vì nó tốt cho sức, sức khỏe, đúng không ạ? The elders like drinking green tea. Let's say it. Lemonade. Nước chanh. Lemonade is good for skin. Nước chanh thì rất tốt cho da. Lemonade is good for skin. Skin. Lemonade is good for skin. Let's say it. Pineapple juice. Nước ép dứa. Pineapple juice. Pineapple juice. Nước ép dứa. Các bạn hình dung là cứ cái đồ uống nào mà nó liên quan tới là ép thì chúng ta sẽ thêm từ juice vào đằng sau cái hoa quả ở phía trước. Ví dụ chúng ta nói là nước ép xoài thì là mango juice. Được chưa ạ? Đó, mình có cái quả ở phía trước này và cái từ juice ở phía sau. Đó là nước ép quả gì đó. Ở đây chúng ta có từ pineapple juice. Ví dụ mình hỏi, would you like to drink pineapple juice or orange juice? Đó, vậy thì bạn thích uống đó là nước ép dứa hay nước ép cam? Đó. Would you like to drink pineapple juice or orange juice? Let's say it. Rồi khi bạn đi vào trong một cái nơi để uống nước và khi đó thì bạn gọi, đó là người phục vụ, đúng không ạ? Waiter, please. Đó. Phục vụ đâu? Waiter là mình gọi phục vụ nam nhé. Còn waitress là gọi phục vụ nữ. Waiter, please. Mình giơ tay lên, mình vẫy. Waiter, please. Đó. Phục vụ đâu rồi? Let's say it. Khi đó người phục vụ của bạn họ sẽ nói I'm coming. Tôi đến đây. I'm coming. Let's say it. Rồi họ hỏi bạn what would you like to drink? Đó,
Bạn muốn uống gì? What would you like to drink? Let's say it. Và các bạn muốn uống gì thì hãy nói cho họ. I would like to have a beer, a coke, and a cup of coffee. Đó, tôi muốn uống một cốc bia này, đó, một lon coca này và một tách cà phê. Đó, có cho ba người đúng không nào? Đó. I would like to have a beer, a coke, and a cup of coffee. Let's say it. Rồi họ hỏi thêm, would you like anything else? Bạn có muốn lấy thêm gì nữa không? Would you like anything else? Anything else? Bạn chú ý âm TH, hai hàm răng chạm vào lưỡi, hơi đẩy đều và nhẹ nha. Thing. Would you like anything else? Else. Else. Would you like anything else? Let's say it. Get me a plate of fruits, please. Lấy cho tôi một đĩa hoa quả nữa nhé. Get me a plate of fruits. Plate. Plate. Get me a plate of fruits. 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 Get me a plate of fruits. Let's say it. Và khi họ mang đồ uống ra, họ sẽ nói với bạn là here you are, của bạn đây. Here you are. Here you are. Let's say it. Và khi bạn đã dùng xong rồi, thì bạn hãy nói với họ là give me the bill, please. Đưa cho tôi hóa đơn nhé. Give me the bill, please. B-I-L. Bill. Give me the bill, please. Let's say it. Và cho cả cái bữa đó thì hết 20 đô la. It's $20. $20. It's $20. It's $20. Dollars. 20 đô la. Let's say it. Rồi, và trước khi bạn đi thì họ cảm ơn bạn. Thanks for coming. See you again. Đó, cảm ơn bạn đã tới. Hẹn gặp lại bạn lần sau. Thanks for coming. See you again. Again. See you again. Hẹn gặp lại sau. Let's say it. Good. Rất là tuyệt vời. Và hãy tiếp tục thực hành thật kỹ bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bạn ở trong video tiếp theo nhé. Have a great day. See ya.